Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Như ở hai chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu về bài viết Sân Gôn Phan Thiết thách thức lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng của tác giả Phan Bình Minh Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu bài viết này đến với quý vị và các bạn Sơn Gôn Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị, một dự án rút ruột tài nguyên đất đai mà về quy mô thiệt hại cho lợi ích quốc gia vào năm 2014 tính bằng tiền là hơn 7.000 tỷ Việt Nam đồng, không thua kém gì vụ AVG mua mobile phone. Mobile phone mua AVG. Quay về dự án Sơn Gôn Phan Thiết giai đoạn 2013-2015 đã góp phần đưa điểm CPI ở mức thấp là 31 trên 100 Phương án tỉnh Bình Thuận thu hồi dự án đầu tư Sân Gôn Phan Thiết thua lỗ, giả sử tỉnh chọn phương án thu hồi giấy phép đầu tư Tỉnh công khai quy hoạch khu đô thị với 50% diện tích Sân Gôn là 310.328m2 Trong đó tỷ lệ thất đất, kinh doanh và dịch vụ vẫn là 58,57% nếu tỉnh Bình Thuận thông báo đấu giá quyền sử dụng đất công khai rộng rãi minh bạch thì chắc chắn sẽ thu về cho ngân sách ít nhất là 2.160 tỷ Việt Nam đồng từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền này. Hoàn trả lại đền bù cho nhà đầu tư sân gôn 800 tỷ thực tế không đến, đồng thời thu hồi lại các khoản nợ thuế trước đó của nhà đầu tư sân gôn. Như vậy bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư sân gôn và nhà nước. Số tiền còn lại cho ngân sách tỉnh ít nhất là 1.763 đồng lớn hơn so với 936,8 tỷ Việt Nam đồng mà dạng đồng nộp rất nhiều. Về phía chủ đầu tư đất bất động sản có năng lực sau khi trừ toàn bộ chi phí đầu tư đến năm 2016 kinh doanh thì lợi nhuận gộp tối thiểu của dự án là 3.400 tỷ Việt Nam đồng đã tính diện tích 20% đất để xây dựng nhà ở xã hội thuộc phạm vi dự án. Điều quan trọng là quỹ đất còn lại với diện tích 31 hecta tỉnh dành cho các công trình thể dục thể thao, không gian văn hóa, du lịch công cộng, phục vụ cho cộng đồng dân cư địa phương và du khách tham quan thành phố biển Phan Thiết. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận lại không chọn phương án hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư mà lại chọn giải, giải phương án giao đất vàng cho Nguyễn Văn Đông. Tỉnh giao 62 hecta đất cho dạng đông để thu về số tiền 936,8 tỷ Việt Nam đồng. Cán bộ cấp tỉnh đều trình độ đại học trở lên. Họ biết và nhà nước đã thất thu cho ngân sách từ 1.681 tỷ đến 4.152 tỷ đồng do giao đất vì định giá rẻ mạt. Họ tính được nhà đầu tư đã thu lợi ít nhất 2.698 tỷ đến 7.787,8 tỷ Việt Nam đồng vì giao đất không qua đấu giá. Hàng ngàn tỷ đồng tài nguyên đất đai chui vào túi nhà đầu tư một cách quá dễ dàng. Vì thiếu năng lực, vì thiếu trách nhiệm hay vì nói tham nhũng hoặc móc ngoặc thì không có chứng cứ. Theo lời một vị là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Dạng Đông đã gắn bó gần gũi với Nguyễn Văn Đông hơn 15 năm nói, chi phí giao dịch cho dự án hành thông riêng tiền mặt không dưới 800 tỷ đồng, đó là chưa kể chia cổ phần ảo, một số lô đất làm quà tặng hay bán với giá tượng trưng. Hình dung 800 tỷ đồng nếu tờ 100.000 đồng chở xe tải đúng 8 tấn rộng đến 74 880 m vuông giải phủ cả sân gôn Phan Thiết vẫn còn thừa. Ở đây chúng tôi chỉ ra một số cá nhân đơn vị tích cực ủng hộ mang tính quyết định dự án sân gôn Phan Thiết của ông Nguyễn Văn Đông. Về phía tỉnh Bình Thuận gồm có lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lúc đó cụ thể là các ông bí thư tỉnh ủy Huỳnh Văn Tý, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tiến Phương, phó bí thư nay là bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng cùng với ban tham mưu gồm giám đốc sở tài nguyên tăng việt cường giám đốc sở tài nguyên môi trường huỳnh giác cục trưởng cục thuế nguyễn thành tâm tiếp theo là nguyễn văn tài cán bộ khối văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh còn cơ quan công an viện kiểm sát thì có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại tố cáo của người dân từ khi manh nhà kế thừa ý chí lãnh đạo cũ là bí thư nguyễn ánh minh và chủ tịch huỳnh tấn thành về phía chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngoài các ông Nguyễn Trung Hải, Định Trịnh Đình Dũng là những người tham gia chỉ đạo xử lý trực tiếp về việc quy hoạch xây dựng, còn có các quan thanh tra tỉnh phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã nhận đơn khiếu nại từ Bình Thuận, biết nhưng không giải quyết triệt để rốt ráo vụ việc đề nghị trong đơn thư nhìn biểu đồ điểm CPI Việt Nam tăng từ 2016 đến nay phù hợp với các giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến dịch đốt lò để buộc củi khô, củi tươi gì cũng phải cháy. Đồng thời với thành công của chính phủ trong xử lý đại dịch virus vũ hán, người dân bắt đầu lấy lại niềm tin. Nhưng vẫn dưới mức trung bình là 50 trên 100, tức là chỉ số cảm nhận tham nhũng vẫn còn đáng lo và chưa biết khi nào thì Việt Nam mới được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Mặc dù Đảng Nhà nước Việt Nam luôn thông báo và mong muốn mở cửa hội nhập, kể cả cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực đầu tư có hàm lượng trí tuệ và tạo ra giá trị gia tăng cao. Về phía nhà đầu tư nước ngoài, họ còn phải kiểm chứng, phân tích và thực tế và đặc biệt là kinh nghiệm của nhà đầu tư đến trước Đối với nhiều nhà đầu tư ở Hoa Kỳ thì sân gôn phan thiết dự án Ocean Dunes Golf Club lại được mang ra phân tích. Sân gôn phan thiết là một dự án đầu tiên của Hoa Kỳ đầu tư vào tỉnh Bình Thuận. Quá trình hình thành dự án đánh dấu các mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ là Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận tháng 3 năm 1994 và bình thường hóa quan hệ ngoại giao ngày 11 tháng 7 năm 1995. Vụ xẻ thịt sân gôn phan thiết làm cho những người làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư dù rất yêu nước vẫn khó trả lời được những câu hỏi đại loại như Tại sao quy hoạch chiến lược của Việt Nam lại điều chỉnh quá nhanh, đột ngột và không công khai? Tại sao chính quyền chỉ đạo điều kiện cho một dạng đông mà không tạo cơ hội bình đẳng cho các nhà đầu tư khác? Tại sao sân golf Phan Thiết thua lỗ kéo dài không cho phá sản để rồi nhiều công ty khác đấu giá mua lại công khai theo quy định mới? Nghịch lý trong khi Hoa Kỳ cho phép dạng đông tham gia đấu giá bình đẳng, loại các đối thủ khác để mua thành công hãng rượu phá sản của Napa Volley California năm 2011 với giá 6 triệu 250 nghìn đô la trên diện tích hơn 7 hecta đất. Nhưng ở Việt Nam thì rằng đông lại độc quyền thâu tóm sân golf thua lỗ, đơn phương chuyển hội viên đi, vận động rút sân gôn ra khỏi quy hoạch để phân lô bán nền thu siêu lợi nhuận. Với tư cách là một đại biểu quốc hội, cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam lại là một luật sư, hy vọng ông Nguyễn Văn Đông sẽ trả lời các câu hỏi và nghịch lý trên. Khi những câu hỏi chưa trả lời và nghịch lý chưa giải quyết thì các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài vẫn cho rằng đầu tư vào Việt Nam rất mạo hiểm. Còn với tư cách anh hùng của dân tộc Việt Nam Nguyễn Văn Đông chỉ vụ lợi cho cá nhân, công chức dễ mua chuộc, thực thi công vụ không nghiêm, đặt lợi ích quốc gia ở mức thấp, các nhà đầu tư bền vững sẽ thấy đầu tư vào Việt Nam quá rủi ro. Mặc dù rất quyết tâm làm tổ, nhưng đại bàng vẫn chưa chịu đến. Việt Nam thành công chống virus vũ hán. Đến hậu virus vũ hán thì 27 công ty Mỹ sắp dì rời nhà máy Trung Quốc tới Indonesia, không chọn Việt Nam cũng là một lý do di chứng sân gôn phan thiết với quy hoạch không gian đô thị vội vã tối đa lợi nhuận một thành phố du lịch biển hoàn toàn mới và mật độ xây dựng lên đến 65% dày đặc hoàn toàn vắng những mảng xanh không gian công cộng và từ trên nhìn xuống giống như nghĩa địa cao cấp ven biển sân gôn phan thiết vẫn đang thách thức lò của ông trọng nhưng ông trọng có dám đốt người đứng đầu của sân gôn này hay không? Quay lại đầu bài viết, câu nói của ông bí thư tỉnh ủy do tỉnh có ưu ái doanh nghiệp trong tỉnh dạng đông nên nhiều người ganh tị họ là hoàn toàn dễ hiểu. Mặc dù câu nói của ông quan đầu đảng tỉnh hoàn toàn sai, thứ nhất ưu tiên đến mức lách luật vi phạm pháp luật, thứ hai không phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế theo quy luật thị trường giai đoạn mở cửa. Còn muốn biết tỉnh Bình Thuận ưu ái cho dạng đông như thế nào thì kiểm tra hoàn toàn đơn giản. Thống kê các dự án đầu tư hạ tầng của tỉnh Bình Thuận năm 2000 đến năm 2015, dạng đông chiếm bao nhiêu phần trăm so với doanh nghiệp còn lại của tỉnh và ngoài tỉnh. Dạng đông đã thâu tóm hàng chục ngàn hecta đất ở Bình Thuận bằng cách nào? Ai giúp sức? Trong đó, số dự án theo phương tức BT đổi đất lấy hạ tầng, tính giá công trình và giá đất như thế nào? Thanh tra chính phủ về Bình Thuận công khai cho phép người dân đến cung cấp thông tin chỉ ra các sai phạm của giảng đông và trả lời cho dân. Người Quảng Ngãi có câu, gái có công, chồng chẳng phụ. Được hiểu nôm na là người phụ nữ chăm chỉ, thủy chung thì chồng sẽ không bao giờ phụ bạc. Được chồng nhớ công ơn. Nguyễn Văn Đông là người gốc Quảng Ngãi hơn 400 năm nên rất biết điều trong chính sách triều quan đại tướng thay thế cho triều hiền đại sĩ. Còn hơn bất kỳ cơ quan nhà nước nào, Xin đưa ra một số dẫn chứng chính sách nhân sự thực hiện của người lanh mưu Nguyễn Văn Đông ở tỉnh Giảng Đông. Cán bộ quan chức giúp đỡ tạo thuận lợi cho Giảng Đông sẽ được tạo điều kiện mua đất nền với giá nội bộ. Có người được tặng, muốn bán lại kiếm lời vài năm lương cũng được. Còn muốn làm nhà ở thì Giảng Đông sẽ hỗ trợ phần xây dựng, chi phí quyết toán vào các đơn vị trực thuộc cán bộ ân tình với nguyễn văn đông có người nhà như vợ chồng con chưa có việc làm thì dạng đông bố trí công việc thu nhập thỏa đáng không khó để thống kê vợ các quan chức ở ủy ban nhân dân viện kiểm sát công an đang nắm giữ vị trí quản lý cấp cao hoặc những vị trí nhà hạ của nhà hạ của dạng đông bình thuận nghèo thường để doanh nghiệp bao quan chức đi nước ngoài nổi tiếng như dư luận đến mức thủ tướng yêu cầu phải báo cáo Riêng dạng đông đã tài trợ cho gần 300 cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã, đến xã, phường đi tham quan du lịch các nước. Mỗi lần đến vài nước mỗi năm có người được ưu ái đi vài ba lần. Chuyện hỗ trợ bồi dưỡng định kỳ đột xuất một số cá nhân đơn vị được thực hiện đều đặn như quy định, đền ơn đáp nghĩa đến mức minh thường. Khi ở Bình Thuận, chuyện đưa nhận phong bì là bình thường nên đã trả phong bì vẫn bị kỷ luật là chuyện cũng rất bình thường. Những cán bộ có năng lực tận tụy với Nguyễn Văn Đông thì được hưởng chính sách thăng tiến trong bộ máy nhà nước. Có không ít cán bộ trong tỉnh Bình Thuận hiện nay từ nhiều nhiệm kỳ trước được Nguyễn Văn Đông giới thiệu để thăng tiến. Nợ ân tình và quan hệ thân hữu như con Domino họ lại có trách nhiệm thực hiện các đề xuất của người anh hùng để tạo ra những thế hệ kế thừa nối tiếp lãnh đạo cho tỉnh Giảng Đông. Khác với các đại gia khác, đứng về một phía trong cuộc đấu đá đoạt quyền của quan chức thì Nguyễn Văn Đông đều ra vẻ ủng hộ cả hai bên. Tuy nhiên, bên nào có khả năng thắng thì Đông vẫn ra mặt thậm chí là cùng chạy. Bên nào lép vế hơn thì Đông tài trợ bí mật sau này. Bên thắng thì mang ơn, bên thua thì còn là con nợ ân tình há miệng mắc quay. Những cán bộ nhà nước tận tụy với tỉnh Giảng Đông bị vướng vào pháp luật thì được Nguyễn Văn Đông cũng tận tình giúp đỡ để giảm thiểu sự trừng phạt của pháp luật. Trường hợp nghỉ việc không thăng tiến được trong cuộc đua quyền lực thì đầu quân cho Giảng Đông. Với những vị trí đặc quyền đặc lợi không thua khi làm nhà nước chỉ là không thể tham nhũng được không ít người nguyên là cán bộ viện kiểm sát, công an, công chức, rời nhà nước là qua làm cho tập đoàn dạng đông, thậm chí còn có cả nguyên tướng công an nữa. Không khó để điều tra và xác minh điều này. Doanh nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt thậm chí là ép giảm lương người lao động, bớt xén vật tư thi công công trình. Chẳng có chủ doanh nghiệp nào hào phóng đến mức mời bày đàn quan chức đi nhậu, ăn chơi xả láng. Để nắm thóp được quan chức, đề phòng chúng lật kèo nhảy trước khi đắm thuyền. Nguyễn Văn Đông tạo những cái bẫy. Ngoài các khoản chi hối lộ được lưu trữ cẩn thận mà khi công bố thì cả hai bên đều chết. Chuyện đơn giản là lấy tình thân mời nhau đi nhậu và tâm sự như bạn bè. Đến khi uống đã rồi thì lắm chuyện để nói và bản năng của con người cũng trỗi dậy khó mà ai có thể kiềm chế được. Tùy đối tượng mà Nguyễn Văn Đông bố trí những điểm sinh hoạt, một số tụ điểm Nguyễn Văn Đông hay sử dụng đó là nhà hàng Cô Thi trong hẻm đường Cao Thắng Không có khách ngoài Chỉ dành cho cán bộ tòa án, sở tư pháp, sở xây dựng, sở kế hoạch đầu tư Ủy ban tỉnh, cán bộ hưu trí và bạn bè thân quen với Nguyễn Văn Đông Thứ hai là khách sạn Cà Ti Đặt phòng nhậu VIP và phòng ngủ có em gái chờ sẵn Những vụ này do Nguyễn Ngọc Phước, Phó Viện trưởng kiểm sát lo giúp ở đây tiếp khách VIP của tỉnh và đại gia từ nhiều nơi khác. Thứ ba là nhà hàng Thủy Mộc khu Hùng Vương, ở đây có bồ ruột của Nguyễn Văn Đông. Luôn có phòng riêng và chỗ nghỉ ngơi dành cho VIP đầu tỉnh, ngại lộ mặt như bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng. Thứ tư là nhà hàng Quán Quê, thường dùng đặc sản trồn hương hoặc rắn, là khách do Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Ngọc Phước mời cán bộ, các ngành nhưng công an nhiều hơn. Thứ năm là khách sạn Nam Châu ở Mũi Né, Thường thì Nguyễn Văn Đông và vài ba người thân thiết nhậu ngay trước cửa phòng có chân dài phục vụ. Tất cả các quán nhậu xả láng đều được đông thanh toán. Trong các cuộc nhậu đều có các em phục vụ tận tình làm dịch vụ từ A đến Z. Đặc biệt là Nguyễn Văn Đông thường tặng thuốc kích dục cho cán bộ, kể cả hưu trí sử dụng. Thuốc này do một người quê ở Quảng Ngãi sản xuất trong nước, cung cấp lần hàng ngàn viên cho Nguyễn Thị Lan chuyên là phó tổng giám đốc dạng đông và chị con ruột của Nguyễn Văn Đông. Lẽ đời khi con mồi đã sụp bẫy rồi thì chỉ có nước cúc cùng tận tụy phục vụ cho ông chủ nếu không muốn bị làm thịt. Ngoài các chính sách khen thưởng giải quyết rủi ro cho cán bộ nhà nước phục vụ cho dạng đông, ông chủ tập đoàn dạng đông cũng có chính sách trừng phạt nghiêm khắc với những người không nghe theo người anh hùng từ chuyện tác động để hạn chế phát triển đến việc tạo ra vi phạm để pháp luật xử lý. Đặc biệt những người từng được Nguyễn Văn Đông tin tưởng có chuyện gì thì được đồng lo, nhưng nếu phản lại thì sẽ nhận hậu quả đích đáng. Kể cả các trò thí tốt gắp lửa bỏ tay người mà công an Bình Thuận vốn nổi tiếng và kinh nghiệm từ quá trình tạo ra kỳ án vườn điều. Ông Phạm Vũ Thạch Phần dưới đây sẽ là một ví dụ. Tấm gương tốt hay xấu nên nói theo hay không là tùy vào nhận thức của từng người. Bài viết những tấm gương được xem như những ví dụ về chính sách nhân sự của người anh hùng Nguyễn Văn Đông thực hiện ở tỉnh Giảng Đông. Bí thi tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Ánh Minh giai đoạn 2001-2005 là tấm gương để cho cán bộ cao cấp tỉnh Bình Thuận noi theo. Hãy giúp đỡ bảo vệ cho Nguyễn Văn Đông, thì chiều ngược lại Nguyễn Văn Đông cũng sẽ xem còn hơn cả là người anh em ruột thể hiện được sự quan tâm cung phụng đáp ứng nhu cầu cho cả gia đình đến chọn đây. Nguyễn Ánh Minh lo cho Nguyễn Văn Đông trở thành anh hùng lao động, đại biểu quốc hội, giới thiệu thiết lập quan hệ với lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là những người đồng hương Quảng Hải. Đồng thời với tư cách là bí thư tỉnh ủy, ông Minh đã chỉ đạo tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh tạo điều kiện tối đa cho tập đoàn Giảng Đông. Ông Nguyễn Văn Đông đáp ứng tất cả các yêu cầu mà gia đình Nguyễn Anh Minh chuyên đưa tiền vàng vô kể. chuyện tặng nhà đất ở Bình Thuận cũng bình thường, còn mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thì không ít. Riêng hai ngôi nhà ở quận 2 cho vợ và con bí thư Nguyễn Anh Minh là cô Ngọc ở cũng là quà tặng của anh hùng Nguyễn Văn Đông các cơ quan chức năng có thể vào để kiểm tra rất đơn giản. Ví dụ, cô con gái rượu tên Ngọc vừa có chồng là có người tặng nhà chúc mừng hạnh phúc. Ông Hồ Duy Đấu khi là trưởng ban quản lý dự án thành phố Phan Thiết tạo điều kiện tối đa tốt nhất cho dạng đông làm nhiều công trình thành phố Phan Thiết từ giai đoạn đầu dạng đông từ Thánh Linh chuyển ra Phan Thiết hồ di đấu là một trong những quan chức có công lao lớn góp phần cho sự nghiệp phát triển của tập đoàn dạng đông ngày nay đến khi hồ di đấu bị kỷ luật mất chức về làm dân rồi gia đình gặp chuyện rủi ro con gái làm bầu số đề bị vỡ nợ vợ uống thuốc sâu tự tử nên phải bán mấy cái nhà ở đường trần hưng đạo để lo còn con trai hoang đua xe gia đình khánh kiệt được nguyễn văn đông mở rộng vòng tay cưu mang giúp đỡ tận tình Đông có cho đấu hai lô đất đối diện nhà khách tỉnh ủy, nói đấu lấy vật tư nhân công của dạng đông làm nhà, nhưng đấu vẫn chưa làm. Hiện nay vẫn ở nhà đường Trần Hưng Đạo. Quan trọng là Nguyễn Văn Đông ủy quyền cho Hồ Di Đấu thay mặt chuyển nhượng các dự án chiếm đoạt của Đông. Trong đó có dự án rừng mũi né và bến duy thuyền gồm có quần thể dự án 740 hectare, bao gồm đất trồng rừng và trồng cây lâu năm tổng chi phí đầu tư gần 3.000 tỷ. Hồ di đấu toàn quyền quyết định việc sử dụng và chuyển nhượng dự án. Doanh nghiệp chủ dự án Nguyễn Văn Đông kể cả cam kết bảo đảm chạy được quy hoạch một sân gôn 36 lỗ khu nghỉ dưỡng, điều trị bệnh và kinh doanh bất động sản bao gồm xây biệt thự, căn hộ, đất nền để bán hoặc cho thuê. Nguyễn Văn Đông giao cho Hồ Di Đấu bán giá sàn 2.800 tỷ bán cao hơn thì được hưởng. Ngoài tỷ lệ phần trăm theo giá sàn, Hồ Duy Đấu đang chào bán 3.100 tỷ, đã có người trả giá 2.800 tỷ. Chỉ cần một thương vụ thành công của Hồ Duy Đấu kiếm hàng trăm tỷ Việt Nam đồng. Ngược thời gian 8 năm về trước, vào năm 2012, vụ người Trung Quốc thu gom hàng trăm hecta đất ở Bình Thuận gây chấn động dư luận có nguy cơ cho chủ quyền an ninh quốc gia Ban Bí thư Trung ương Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thông báo. Các bạn tra Google từ khóa Trung Quốc thu gom đất Bình Thuận 2012 để xem qua một số bài viết còn lưu trên mạng có thể tóm tắt vụ việc như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Long Sơn thuộc tập đoàn Nguyên Hinh Trung Quốc thông qua một người Việt Nam là ông Phạm Phú Thạnh sang nhượng 100 hectare đất nông nghiệp Thực tế lên đến 160 ha tại xã Hàm Chính gần 50.000 50 m2 cạnh quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc, doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành san lấp gần 1,2 ha đất lúa sát quốc lộ 1A chuẩn bị xây nhà xưởng, nhưng huyện không hay tỉnh không biết, vụ việc bị người dân tố cáo đưa ra dư luận. Trong lúc vì vụ đang lùm xùm thì có 9 cán bộ cấp tỉnh, huyện sang thăm quyến Trung Quốc để học tập kinh nghiệm về nước thành viên trong đoàn đã hướng dẫn công ty Trung Quốc làm đơn đề đạt nguyện vọng được đầu tư vào Bình Thuận vì đã lỡ cầm đèn chạy trước ô tô. Vụ việc vỡ lở gây xôn xao dư luận, Trung ương yêu cầu báo cáo buộc tỉnh Bình Thuận phải vào cuộc điều tra xử lý nghiêm túc. Kết quả 9 cán bộ Trung Quốc bằng tiền tàu là đúng quy trình và không có dấu hiệu tư lợi. Doanh nghiệp Trung Quốc bị thu hồi đăng ký kinh doanh. Ông Phạm Phú Thạnh hoàn trả tiền cho nhà đầu tư và bị xử phạt hành chính nhẹ nhàng. Còn các cá nhân đơn vị của tỉnh tham gia bán đất chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Một vụ vi phạm pháp luật về đất đai xây dựng nghiêm trọng và đặc biệt có yếu tố nước ngoài cuối cùng thì chìm xuồng, không ai phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như ai đó chỉ cần xem công văn báo cáo và đề nghị của công ty Nguyên Long Sơn gửi cho cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận thì sẽ hiểu vấn đề. Ông Phạm Phú Thành là phó tổng giám đốc tập đoàn Dạng Đông thay mặt thực hiện phi vụ bán đất theo phương thức chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp có đất. Khi vụ việc vỡ lở, Nguyễn Văn Đông thông báo cho ông Phạm Phú Thành đã nghỉ việc ở tập đoàn Dạng Đông. Vậy là không có liên quan ông Phạm Phú Thành buộc phải trở thành lê lai. Bước tiếp theo là người anh hùng sẽ chỉ đạo dàn xếp từ tỉnh ra đến trung ương và kết quả là chìm xuồng không để lại sóng dư luận. Những người dân, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh tố cáo vụ việc lúc đó đã đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không ai trả lời. Việc cấu kết bán đất cho người nước ngoài là vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng nhưng chỉ ở mức độ xử phạt hành chính là quá nhẹ, có thể lực nào chạy bảo kê hay không. Quan chức Trung Quốc bằng tiền của công ty Trung Quốc đang thâu tóm đất đai vi phạm pháp luật Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh không biết nhưng lại cho rằng đúng quy trình thì đúng là chuyện khôi hài của bộ máy quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận. Dư luận nổi lên Trung ương yêu cầu Bình Thuận báo cáo vụ việc chẳng biết tỉnh Bình Thuận báo cáo thế nào Trung ương cũng làm thình luôn không quan tâm nữa. Còn về phần Phạm Vũ Phú Thạnh trở thành Lê Lai cứu chúa, lẽ ra ông Thạnh phải chết im lặng tuyệt đối như Lê Lai. Nhưng sau khi vụ việc lắng xuống, ông Phạm Phú Thạnh lại không chịu im lặng như Lê Lai. Có thiết lực buộc ông Phạm Phú Thạnh phải im lặng tuyệt đối, vậy mà vào khoảng cuối năm 2019, ông Thạnh biến mất. Ông Phạm Phú Thạnh là một ví dụ về sự trừng phạt của người anh hùng khi nào thực sự an toàn, ông sẽ lên tiếng. Còn ông Trùm đạo diễn vẫn yên vị lãnh đạo tỉnh Giảng Đông. Dư luận tỉnh Bình Thuận nói tỉnh Giảng Đông không phải là không có cơ sở. Một bộ máy hành chính bao gồm hai yếu tố. Từ khi Nguyễn Ánh Minh làm bí thư tỉnh Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Đông can thiệp vào hệ thống tổ chức chính quyền của tỉnh. Với cái danh uy của một anh hùng lao động với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và quan trọng hơn là bằng sức mạnh của đồng tiền với những chính sách đãi ngộ bảo đảm của một đại gia. Ngoài đất đai được tỉnh giao cho phương thức đổi đất lấy hạ tầng, Nguyễn Văn Đông đưa đàn em thân tín thu mua gom đất trong dân của tỉnh Bình Thuận với giá rẻ, rất rẻ, chỉ lấy sổ đỏ còn đất vẫn để cho người dân sử dụng bình thường. Đến thời cơ phù hợp thì lập dự án, cũng có phương án đền bù, điều chỉnh quy hoạch, đẩy giá đất lên và chuyển nhượng cho nhà đầu tư. Một số người khác chịu chuyển nhượng thì bị cưỡng chế thu hồi cho việc thực hiện dự án này. Bài viết còn dài nhưng chúng tôi xin tạm dừng tại đây vì thời lượng của chương trình có hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến những phần tiếp theo của bài viết này đến với quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi